Xin chào tất cả mọi người. Vừa nãy thì chúng tôi vừa giới thiệu cho mọi người ba nhà ở xã ở huyện Mỏ Cày Nam. Và hôm nay thì chúng tôi đi qua một cái phà trên sông Hàm Luông để đến nhà anh Đoàn Văn Trọng ở tại xã An Hòa Tây, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre để giới thiệu cho mọi người một ngôi nhà ở đây. Thì mọi người có thể thấy là ở cái khu vực Bến Tre này sông rất là rộng và rất là to nhé. Thì chúng tôi cũng hân hạnh được gia chủ tin tưởng và hôm nay thì đã xây dựng xong rồi. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho mọi người chi tiết cái căn nhà này và xin mời mọi người cùng chúng tôi đi vào công trình nhà anh để xin một vài lời cảm nhận về công ty chúng tôi như là về cái nét đẹp mà anh đã sử dụng cho công trình nhà mình. Đó, thì mời các bạn cùng theo chân chúng tôi để đi vào công trình này. Và giới thiệu với mọi người đây là chị Phượng nhá. Thì em xin phép chào chị ạ. Dạ vâng. Chị có thể giới thiệu về cái địa điểm mà chị đang sống và xây dựng cái ngôi nhà này không ạ? Tôi ở Vĩnh An, ở Ba Chi, Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Dạ vâng, Ba Chi, Bến Tre đúng không? Dạ vâng. Thế chị Phượng có thể cho em biết là lý do gì mà chị lại chọn công ty em thiết kế cho nhà mình cái căn nhà này không? Tại vì ở dưới này thì ông xã ông đi biển á, không có thời gian nhà nên ông lên YouTube, ông coi thì ông thích lên công ty nên ảnh nhắn tin kêu công ty xuống thiết kế cho căn nhà này nè. Dạ vâng, nghĩa là rất là tin tưởng rồi đúng không? Thì sau khi mà lên được cái bộ bản vẽ thiết kế như này thì các bác thợ đúng không? Thế rồi gia đình mình có ưng ý về cái mẫu nhà này không? Thì ưng ý gì lắm em. Cắt lên. Đúng rồi, cắt ngói đỏ như thiết kế luôn đúng không chị? Y vậy luôn. Dạ vâng, rồi ạ. Thế trong quá trình làm thì các bác thợ làm đọc bộ bản vẽ này có tốt không? Có hay thắc mắc gì nhiều không? Tại cũng dễ lắm, tại vì ở dưới này họ vẽ bằng vẽ trắng đen nên dòm không có rõ nét, còn cái này là trừ chi tiết hết. Có 2D, 3D luôn. Đúng rồi, thầu làm thì dễ lắm. Dạ vâng, rồi ạ. Thầu làm vô là khỏi cần chủ nhà luôn. Giao cho thầu luôn. Dạ vâng, thế thì bây giờ đang tạm lên hình khối như này rồi thì những người mà người ta từ đầu kia tới hoặc đầu này người ta chạy qua người ta có nói gì chưa? Thì người ta nói rồi, các nhà bự, nhà đẹp quá. Chưa hoàn thành mà thấy dạ, nói vậy. Chưa hoàn thành đã thấy nói rồi đúng không? Thì đấy, thì bên em đấy từ Hồ Chí Minh thì cũng được sự tin tưởng của anh chị. Thì hôm nay bọn em cũng xin phép xuống đây để cập nhật cái tiến độ cho mọi người được biết. Thì là bên em là phục vụ khắp các tỉnh miền Nam luôn. Thì hy vọng trong quá trình hoàn thiện nốt cái công trình này thì chị cứ lưu số em vào, hoặc là số của anh em công ty đấy, mỗi người là một bộ phận riêng ấy. Chị cần cái gì thì chị cứ điện để anh em hỗ trợ cho chị nhá. Thì em rất cảm ơn chị một lần nữa. Thì hy vọng công trình này xong thì em sẽ được review cho mọi người cùng xem. Nay em đi ba nhà ở Mỏ Cày Nam đấy, thành phố Bến Tre, xong rồi về được nhà chị hơi tối mới xuống đây luôn phải không? Dạ vâng. Đấy thì em xin phép chị để giới thiệu cho mọi người qua một chút về công trình nhà mình nhá. Rồi ạ, thế mời mọi người cùng chúng tôi tham quan một lượt về cái công trình nhà vườn mái thái mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình nhà anh Trọng, nhà chị Phượng ở đây nhé. Thì mọi người có thể thấy là bây giờ anh làm là đã thể hiện hình hài của ngôi nhà rồi đấy. Ở đây thì chia sẻ cho mọi người về cái kích thước mà chúng tôi thiết kế cho gia đình anh ở đây. Là chiều rộng mặt tiền là 8m4 từ mép tường này đến mép tường bên kia, không kể cái sảnh góc kia mọi người nhé. Cái sảnh góc đấy là sẽ tính riêng. Và chiều sâu thì chúng tôi thiết kế cho từ tim tường này, tim tường phía bên ngoài này đến cuối đằng kia là 22m8. Ở đất nhà anh cũng tương đối rộng thì chúng tôi sẽ thiết kế được hai sảnh, một sảnh phía trước và một sảnh phía bên phải màn hình các bạn. Chủ nhà có phía bên tay trái nhá, cũng để chừa một mảnh đất khoảng tầm 2m để 3m để mở cửa sổ lấy sáng lấy gió vào cái khu vực dãy nhà bên tay trái. Thì ở đây mà mọi người có thể chiêm ngưỡng mặt tiền đó, và chúng ta cùng so sánh giữa cái việc mà chủ nhà thi công đó so với cái việc mà chúng tôi thiết kế. Thì mọi người nhìn là hiện tại thì cũng đang hoàn thiện được ba cái mái sảnh chữ A rồi đó. Hiện tại thì con đang thiếu một cái mái sảnh phía này và hai mái của sảnh chính, còn phía bên trên là đổ xong hết rồi mọi người nhé.
Thì mọi người có nhìn thấy ba cái mái chữ A thì chúng tôi thiết kế cũng rất là đẹp. Đặc biệt là cái mái của sảnh chính thì nó sẽ uốn vòm ở đây. Đó, sẽ uốn vòm ở đây, mọi người tham khảo thêm. Và sau thì sẽ úp ngói rìa mọi người nhá, rất là đẹp. Thế rồi phần sảnh ở đây thì chúng tôi cũng thiết kế hệ cột rất là đẹp. Cột thì đổ 22 x 22 thôi, 20 x 20. Sau khi hoàn thiện vào thì nó sẽ lớn hơn nhiều. Và chân cột thì có thể là ốp đá. Ở đây chúng ta phải bước 5 bậc thì chúng ta mới lên được cốt 00 của công trình nhá. Mọi người có thể nhìn thấy phần sảnh chính này. Chúng tôi thiết kế cho chủ nhà là chiều sâu 3m1, từ đây vào là 3m1. Và có một gian lồi ra là gian phía đằng trước. Đó, gian phía đằng trước là nó thò ra một chút. Gian phía đằng trước này là gian thờ. Đấy, gian vào trong này là khu vực phòng sinh hoạt chung, phòng khách ấy. Đó, và mọi người có thể nhìn thấy là mọi người nhìn là toàn bộ cái hệ thống mái chữ A. Và mái của công trình là chúng tôi thiết kế theo phong cách là mái Thái. Đó, chúng ta sẽ có hai mái giao nhau, một mái thẳng đứng như này và một mái vuông góc với nó nằm ở khu vực phía sau. Có toàn, mọi người lưu ý là với những cái công trình như vậy thì chúng tôi toàn đổ cái phần bê tông mái chéo từ tường này đổ hất sang hai bên thôi. Chúng tôi hất sang bên phía ngoài thôi để làm cái diềm mái trang trí thôi, chứ chúng tôi không đổ đối trọng vào phía bên trong mọi người nhé. Mọi người đặc biệt lưu ý về cái vấn đề đó. Thế chia sẻ mọi người về cái công trình này thì chúng tôi thiết kế với tổng chiều cao là 8m3. Đó, tương đương với một ngôi nhà 2 tầng. Trong đó thì diện tích chiều cao sử dụng trong nhà là 4m1. Chúng ta giật phần dầm đi là 400 thì còn 3m7. Chúng ta sẽ giật thêm phần trần thạch cao nữa, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3m5, 3m6 mọi người nhé. Đó là tùy chủ nhà. Đó, rất là đẹp. Và ở đây thì do cái tính chất về đất cũng như là tính chất về mặt tài chính nên là chúng tôi sẽ thiết kế không đổ trần bê tông. Đó, tầng áp mái không đổ như ngoài miền Bắc mọi người. Đó, thì mời mọi người cùng chúng tôi đi lên vào phía bên trong để xem về cái công năng sử dụng bên trong nhà của anh chị nhé. Đấy, thì hiện nay công ty chúng tôi có thiết kế và thi công trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Nam này thì chúng tôi có thể làm tất cả các tỉnh miền Nam. Đó, từ trụ sở nhà trải nghiệm quận 9 Hồ Chí Minh. Đây, hơi tối một chút. Mọi người có thể nhìn thấy là đây là không gian phòng khách này. Chúng tôi thiết kế cho không gian phòng khách của anh chị là khách và phòng ăn ở phía bên dưới là 75m2. Trong đó cái chiều dài phòng khách thì chúng tôi có thiết kế cho cái chiều dài là 9m. Đó, 9m mọi người nhá. 9m, sau sẽ có một cái lam. Một cái lam. Lam ở đây, sau chúng ta sẽ có một cái lam. Sau ở vị trí này thì chúng ta sẽ có một cái lam chắn để ngăn giữa phòng khách và phòng bếp cộng ăn ở phía bên trong này. Đó. Và mọi người có nhìn thấy là khu vực phòng khách này thì chúng ta có cửa sổ lấy sáng này. Cửa sổ lấy sáng rất là tuyệt vời. Thế còn phía bên này, phía bên tay trái màn hình, đó chính là khu vực phòng thờ với diện tích 14m2, rất là rộng. 14m2, có ốp hết gạch 30-60 lên đến kịch trần luôn để trang trí cho khu vực phòng thờ nhé. Rồi đi xuống dưới này thì mọi người có thể thấy là chúng ta có một cái sảnh đây. Cái sảnh này thì đi ra lối sảnh phụ ấy, để chúng ta đi vào cái khu vực bếp. Đó, sảnh phụ để vào khu vực bếp. Đây này, sau cái cửa nhôm kính nhá. Ví dụ cái này là cửa nhôm kính nhá. Mình lắp ở đây này. Đấy, nó cách phải cắt cái này khoảng một phân để đi keo ấy. Đấy, thì cửa nhôm kính nó nằm đây thì phần từ đây đến đây ấy, chị ốp đá vào. Đấy, hoặc là chị ốp hết đá đi xong mình lắp cửa nhôm kính lên trên. Ốp đá mấy này phải không? Ốp đá hết luôn. Hết luôn. Thế xong là lắp cửa nhôm kính lên trên. Thì cái bề mặt này nó sạch này, chứ ai không ốp cái này thì nó dễ bẩn đó. Đúng rồi. Tại vì đây nó mặt bằng mà. Vậy để nấu với ông Thảo. Đúng rồi, chỉ ốp ở phía bên dưới thôi nhá. Còn phía bên trên này nó không bẩn đâu, không phải ốp. Dạ vâng. Đấy, thì mình làm thế nó sẽ ổn nhá. Dạ. Ok, mời các bạn cùng xem tiếp. Và trong đây thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ có vệ sinh khép kín mọi người nhá. Tổng diện tích là 30m2 luôn. Đó, rồi xuống khu vực phía bên trong này thì chúng ta sẽ có một phòng thay đồ, đó một phòng vệ sinh. Ok, mời các bạn cùng vào chúng tôi. Đây, trong đây là khu vực phòng thay đồ này. Đó, phòng thay đồ. Còn trong đây là khu vực phòng vệ sinh. Đó, rất là riêng biệt mọi người nhá. Tủ ở đây hết. Thế rồi ở dưới này thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ hai bên và một phòng vệ sinh chung. Mọi người có thể nhìn ngó là chúng ta vừa có cửa sổ phía bên tay phải màn hình, vừa có cửa sổ bên tay trái màn hình, vừa có cửa sổ về phía đằng sau. Đấy là cái lợi ích mà khi chủ nhà đặt
Ngôi nhà nằm ở cái khu vực gần như là cách các cái đường ranh giới vẫn còn đất, nên là chúng ta có thể mở được cửa sổ nhé. Thì chúng tôi phải thiết kế cái cửa sổ làm sao mà đặt cho nó hợp lý, đó, chừa đất bao nhiêu cho nó hợp lý để bên kia còn khá nhiều sân để chủ nhà sử dụng. Chúng ta chỉ chừa mở cửa sổ và lối đi lại thôi. Đó. Còn mái thì toàn bộ hệ thống mái ở đây có thể sử dụng toàn bộ là không đổ trần, làm các cái cầu phong bằng bê tông như này, hoặc là chúng ta có thể là làm bằng khung thép. Đó, đấy là toàn bộ cái bản vẽ thiết kế cũng như là cái quá trình cập nhật về tiến độ thi công và cảm nhận của chủ nhà đến tại thời điểm bây giờ. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video chia sẻ của chúng tôi về các cái căn nhà chúng tôi đã thiết kế và thi công trọn gói trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Nam này. Thì những ai có quan tâm thì xin hãy điện cho chúng tôi qua số điện thoại bên dưới để chúng tôi sẽ tư vấn một cách là đẹp nhất, tốt nhất và đảm bảo chất lượng nhất đến cho mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.